Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn có thấy ai đây không? Đây là những gương mặt nổi trội. Nhìn lên coi. Hên quá, tụi con đã có mặt. Chú hồi nãy giờ chú đang điều tra cái sự việc này. Biết gì không? Đây. Ai giải thích dùm? Ai giải thích dùm cái này là cái gì? Ai vẽ? Không những một cái chỗ này mà còn chỗ này. Đây, cái gì đây? Ghi là hiền hiền gì? Hiền chó. À, đây nè, thấy không? Ai giải thích dùm, tôi nói vẽ hai cái này là cái gì? Thằng này vẽ nè. Thằng nào vẽ? Dạ, vẽ nè. Vẽ này không vẽ đâu. Cái này là cái gì? Giải thích cho cái này là gì? Con này là gì? Con cu. Con này là gì? Còn cái này, cái đó là gì nữa? Cano. Hả? Cano. Cano. Còn cái con này là ai vẽ? Cái con này ai vẽ nè? Tao không có vẽ, vậy cuối cùng là thằng Khôi vẽ phải không? Kênh YouTube Quay Tùm Lum, nhớ like và đăng ký kênh nhé.